Phương Chi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Mức lương giờ tối thiểu tăng tại tiểu bang Massachusetts trong năm 2016. Kính thưa quý vị, hàng năm hàng ngàn công nhân trong tiểu bang Massachusetts đã được tăng lương giờ tối thiểu vào đầu năm 2016, thời điểm mà lương tối thiểu của tiểu bang đang tăng từ 9 Mỹ Kim lên đến 10 Mỹ Kim cho một giờ. Luật tiểu bang kêu gọi tăng lương tối thiểu năm 2014 đã thông qua việc tăng lương tối thiểu từ 8 Mỹ Kim của năm 2014 trong 3 lần. Mức tăng đầu tiên là 9 Mỹ Kim trong tháng Giêng vừa qua và bước cuối cùng là vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017 khi lương tối thiểu sẽ khóa lại ở mức 11 Mỹ Kim cho một giờ. Theo thông tin từ Hiệp hội Cơ quan Lập pháp của quốc gia, đây là mức tăng cao nhất được lên biểu thời gian trong tất cả các tiểu bang. Trung tâm này cho biết là 60% của các công nhân này là người phụ nữ và 23% là người có gia đình. Đồ chơi điện tử có thể làm chậm phát triển ngôn ngữ cho trẻ sơ sinh. Kính thưa quý vị, theo một nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí y khoa JAMA Pediatrics cho thấy, những đồ chơi điện tử có thể giảm sự phát triển ngôn ngữ khi so với những đồ chơi bình thường như là đồ chơi bằng gỗ. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các trẻ sơ sinh từ 10 tháng đến 16 tháng. Tại tư gia đã quay những sinh hoạt hàng ngày của gia đình, các nhà nghiên cứu nhận thấy các trẻ khi chơi với đồ chơi điện tử ít trao đổi, đối thoại với cha mẹ hơn những lúc chơi đồ chơi khác như là xếp hình puzzle hoặc là xếp block hay là đọc sách chung. Các nhà nghiên cứu khuyên các cha mẹ nên cẩn thận khi mua sắm đồ chơi điện tử cho các trẻ sơ sinh trong những ngày lễ vì đây là loại đồ chơi có thể làm chậm đi sự phát triển về ngôn ngữ. Ngoài ra có thể là rất là đắt tiền nhưng không có lợi ích cho trẻ em. Tỷ lệ bệnh suyễn ở trẻ em có thể xu hướng giảm tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tỷ lệ bệnh suyễn cho trẻ em đang có xu hướng sụt giảm ở Hoa Kỳ. Trước đây, tỷ lệ bệnh suyễn đã tăng gấp đôi từ năm 1980 đến năm 1990. Trong nghiên cứu gần đây, thì các nhà nghiên cứu đã theo dõi tỷ lệ bệnh suyễn từ năm 2001 đến năm 2013. Kết quả cho thấy là ở các trẻ em 17 tuổi hoặc trẻ hơn, tỷ lệ bệnh suyễn đã bắt đầu sụt giảm vào năm 2013. Qua nghiên cứu đặc biệt cho thấy là tỷ lệ bệnh suyễn vẫn đang tăng ở các trẻ em từ gia đình có thu nhập thấp và mắc bệnh cao hơn ở các trẻ em da đen. Các bác sĩ nhi đồng chia sẻ xu hướng tỷ lệ bệnh suyễn đang sụt giảm là tin rất tốt, nhưng cho biết tại Hoa Kỳ vẫn còn 1/9 em bị bệnh suyễn nên cần tiếp tục giảm những nguy cơ tăng bệnh suyễn như là hít khói thuốc, phụ động và giảm đi tình trạng béo phì ở trẻ em. Bộ Giáo dục Liên bang xếp Massachusetts vào hạng có nguy cơ cao bị giảm tiền tài trợ từ quỹ Title I. Kính thưa quý vị, Bộ Giáo dục Liên bang vừa xếp Massachusetts vào dạng có nguy cơ cao bị giảm tiền tài trợ từ quỹ Title I là do chính quyền dành cho các học sinh có thu nhập thấp. Theo lá thư của Bộ Giáo dục đã gửi Ủy ban Giáo dục của tiểu bang là ông Mitch Chester, lý do là Massachusetts có thể bị giảm tiền tài trợ là vì Massachusetts đã quyết định không tiến hành cho thi một bài thi thống nhất trên toàn tiểu bang. Trong năm 2014 đến 2015, Massachusetts đã cho các em khu tự lựa chọn giữa hai bài thi là Massachusetts Comprehensive Assessment System, gọi tắt là MCAS, hoặc Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, gọi tắt là PARCC. Lá thư từ Bộ Giáo dục khuyên cáo rằng Massachusetts phải chứng minh trước ngày 31 tháng 5 năm 2016 rằng đã là toàn học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 8 thì cũng là một đề thi cho môn Anh, Văn và Toán. Nếu không thi thì sẽ có thể mất một phần tiền tài trợ từ quỹ Title I. Bộ Giáo dục phải giải thích rằng có một đề thi thống nhất để tất cả các học sinh trong tiểu bang được kiểm tra và đánh giá theo một bộ chuẩn thống nhất bất kể bối cảnh hoặc khu cư ngụ của học sinh. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, đấy, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ủa đây có dịch vụ đó nè em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ủa đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. À, luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị
vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây cho mọi gia đình. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Thu Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Wow. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xin đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Anh à, hôm nay cuối tuần mình đi đâu chơi được không? Anh có ý kiến này hay lắm, hay là mình đi lên một hay gần sân đi, có đủ thứ món ăn cho em ăn, có show ca nhạc coi luôn. Em muốn đi coi show ca nhạc. Ok, hay mình ra bắt bus đi đi, nó cũng có bus nữa. Ok, let's do it. Ok, để đi bay bus đi. Ok. Tiện lợi, thoải mái, tuyến đường xa bus đi đến Mohegan Sun sẽ mang lại cho quý vị nhiều niềm vui, hứa hẹn tràn đầy may mắn. Chỉ trả chi phí 13 Mỹ Kim, quý vị sẽ nhận được một package 20 Mỹ Kim cho tiền ăn và 40 Mỹ Kim giải trí. Xa bus của chúng tôi sẽ đưa đón quý khách tại các địa điểm vùng Rochester, ngay Fields Corner, vùng Boston, vùng Quincy, vùng Lowe và vùng Worcester. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc số điện thoại 617-657-9728. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Thưa vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Lowe thuộc tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại buổi tặng quà cũng như là hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho các vị cao niên tại thành phố Lowe do siêu thị Vimac cùng với công ty y tế Top Health Plan đồng tổ chức, và Trường Giang có ghi nhận một số hình ảnh sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, lái xe khoảng một tiếng đồng hồ đi về hướng đông bắc của tiểu bang Massachusetts, chúng ta sẽ đến thành phố Lowe. Phần lớn cư dân gốc Á Đông sinh sống tại thành phố Lowe là người Campuchia và có khoảng 2.000 người Việt tị nạn cư ngụ tại thành phố này. Với mục đích hỗ trợ cho cộng đồng tại thành phố Lowe,
Trong mùa lễ năm nay, siêu thị V-Mart cùng với công ty bảo hiểm y tế Top Health Plan đã tổ chức buổi tặng quà và giới thiệu các chương trình hỗ trợ bảo vệ sức khỏe dành cho các vị cao niên trong vùng, đặc biệt là người gốc Việt Nam và Campuchia. Cô Alice Gum, đại diện cho công ty bảo hiểm y tế Top Health Plan, cho biết mục đích của ngày hôm nay như sau. Chúng tôi hợp tác cùng với siêu thị V-Mart, một siêu thị tuyệt diệu tại thành phố Lowe. Họ có vài chi nhánh khác nhau tại thành phố Worcester và thành phố Providence, Rhode Island. Cô Claudia, vợ của ông chủ tiệm, cùng với tôi đến với nhau và bàn cách làm thế nào để cộng tác và kêu gọi cư dân tại thành phố Lowe tìm hiểu trong nom các chứng bệnh kinh niên và cũng như tặng họ một món quà trong ngày lễ giúp họ ăn uống dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe. Cho nên chúng tôi có một số thức ăn dinh dưỡng để phục vụ trong ngày hôm nay, như là các món ăn đậu hũ và rau cải. Và chúng tôi cũng có tặng cho mỗi người đi chợ trong hôm nay một chai dầu ăn. Chương trình này là chương trình chăm sóc sức khỏe cho các vị cao niên đã được thành lập cách đây 10 năm. Nhưng công ty bảo hiểm Top Health Plan đã tham gia trong chương trình này 3 năm liên tiếp để giúp đỡ các vị cao niên trên 65 tuổi có bảo hiểm sức khỏe từ tiểu bang Massachusetts để có thêm lợi ích mà hiện nay họ không có, và các vị cao niên này không cần phải trả thêm một đồng nào từ trong túi của họ. Chúng tôi cũng đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với anh Trường Xuân Anh, một doanh nhân trẻ thành công người Mỹ gốc Việt và là chủ nhân của siêu thị V-Mart và hai siêu thị khác tại hai tiểu bang trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Anh cho rằng giúp đỡ các vị cao niên ăn uống dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe là việc mà siêu thị của anh luôn nỗ lực cung cấp các mặt hàng tươi đến với đồng hương tại đây, anh cho biết. Trước tiên là cảm ơn đài SBGN đã cho tôi có cơ hội một hai phút để nói chuyện, và cảm ơn rất nhiều về những khán thính giả trên đài SBGN. Đại khái là trong vài tháng gần đây thì công ty bảo hiểm Tough Health Plan này họ có ngỏ ý là họ sẽ chọn location V-Mart Alo để làm một chỗ để quy tụ một số người cao niên tới đây, thì thấy chương trình này cũng rất là hữu hiệu. Thành ra là tôi đã chuẩn bị trong vòng 2-3 tháng này để gửi số thư tới những vị cao niên, và ngày hôm nay tôi vinh hạnh là mọi người đều tới đầy đủ. Tôi thì thiết nghĩ rằng là hôm nay con số sẽ lên trên, từ sáng đến chiều khoảng 4-5 tiếng có lên trên 1.000 người. Tôi cũng rất là vinh hạnh được thấy mọi người tới trong khu vực chợ của tôi. Và đây là một công ty họ thiên về một số làm sao cho người cao niên ăn về healthy. Đặc biệt chợ chúng tôi có 3 location. Thứ nhất là ở lô này là 125 Church Street ở lô. Rồi Providence là 176 Narragansett Avenue, Providence, và một chợ ở Mekong Market ở Worcester. Ra 3 location triangle. Thực sự rằng tôi cũng muốn phục vụ cho một số người Việt mình đây healthy. Thành ra là hầu như mỗi ngày giờ tôi có 2-3 xe truck đi lên New York, rồi New Jersey, mọi location để gom góp một số rau cải tươi. Hoặc là nói chung là tôi có trên 11 món hàng, đến 12.000 món hàng. Là nói chung là tập trung focus cho người châu Á mình. Tại cái hôm nay được hân hạnh được nói chuyện với các quý khán giả. Theo em biết, anh là một người trẻ và rất thành công trong thương trường, cũng như là anh vừa nói qua là anh đã mở 3 cái tiệm trên 2 cái tiểu bang khác nhau và 3 thành phố khác nhau. Thì đó là một cái niềm hân hạnh của người Việt sống ở hải ngoại. Thì anh có thể chia sẻ về những sự thành công của mình đối với vị khán giả của Đài VTN? Tôi không dám nghĩ rằng là tôi thành công về điều gì, nhưng mà nguyện vọng của tôi là create hay là đem kiếm thật là nhiều các hàng thực phẩm ở khắp nơi, từ châu Á, Thái Lan, Việt Nam, hay là nói chung một số hàng ở rất là nhiều ở Mỹ, Canada nữa, thì đem về đây. Tôi đã rất là suy nghĩ rất là nhiều về research, rất là nhiều về vấn đề mặt hàng food này. Thành ra là tôi không nghĩ về vấn đề thành công gì, nhưng mà tôi dùng hết sức của tôi để phục vụ cho cộng đồng người Việt của mình. Và tôi nghĩ cộng đồng người Việt của mình ở vùng Lowell, hay là nói chung là ở trong New England mình, có lẽ là càng ngày càng lớn mạnh.
Thành ra là tôi cũng khởi sự từ trừ cái ý nghĩ của tôi mà thôi. Chẳng có gì để đóng. Cái động cơ nào thúc đẩy anh? Anh nghe nói là anh muốn mở thêm nhiều tiệm nữa và anh rất muốn có nhiều tiệm để phục vụ đồng hương Việt Nam cũng như là các đồng hương của các dân tộc khác. Thì cái động cơ nào thúc đẩy anh mà anh càng ngày anh càng muốn mở thêm những cái cơ sở thương mại như vậy? Có người Việt mình ở đây, có một số người họ có, ví dụ như họ mới qua Mỹ thì ở thành phố lớn, rồi sau đó họ có công việc làm ổn định thì họ dời về những vùng tương đối hơn là xa thành phố một chút xíu. Tôi không có nghĩ rằng là ở trên Boston đã quá nhiều, nhưng là tôi, nếu tôi có làm thì ví dụ như hiện bây giờ tôi có khảo sát một số, ví dụ như là ở dưới Springfield thì thông thường muốn đi chợ lớn hay có party gì lớn họ hãy chạy về ở Đông hay là ở dưới Connecticut. Thành ra đó là một cái mục đích tôi muốn làm xung quanh gần gần đó để tôi thấy trong ở Massachusetts mình có ba thành phố lớn, ở Boston một, rồi thứ hai nữa là ở Worcester, rồi kế tiếp là ở Springfield. Tôi nghĩ người Việt cũng không có ít ở Springfield đâu. Trong cái mùa lễ này thì anh có là gì muốn chia sẻ cùng với khách hàng của anh cũng như là quý vị khán giả xem đài SBTN? Tôi qua đây năm 1900, tháng 9 năm 1992 và tới nay được đại khái mười mấy năm rồi. Thì tôi cũng lấy làm cảm ơn mọi người Việt mình đã ủng hộ tôi. Tôi bắt đầu khởi sự làm mở chợ vào năm tháng 6 năm 2000 ở location đầu tiên ở Worcester và được nhiều sự hưởng ứng của người Việt tới ủng hộ tôi. Nếu không có người Việt hay có những người đồng hương của mình, tôi sẽ không có những gì trong ngày hôm nay đâu. Và chúc còn mọi người được mạnh khỏe, bình an và sự và làm ăn được phát tài. Đó là điều tôi mong muốn và tôi cũng không quên rằng cảm ơn hoài về những người Việt mình đã ủng hộ tôi trong nhiều năm qua. Đó là vấn đề mà quan trọng nhất trong tôi có được ở Mỹ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Thank you. Chúng tôi nhận thấy có đông đảo đồng hương Việt Nam và cư dân của các sắc tộc khác đã đến hưởng ứng trong chương trình hôm nay và đưa được sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên công ty bảo hiểm Top Health Plan và một số thiện nguyện viên của siêu thị Vimart và cũng như các thiện nguyện viên đến từ chương trình mở rộng cộng đồng trong thành phố Lowe. Một số đồng hương cao niên có mặt trong chương trình hôm nay chia sẻ cùng với chúng tôi như sau. Tôi là Nguyễn Văn Thảo, ở thành phố Lowell 25 năm rồi. Nhưng mà tôi đến đây là tôi nhờ công ty bảo hiểm sức khỏe đã lo lắng cho tôi những người sức khỏe đề thai rồi. Thì chú thường đến chợ Vimart để đi chợ? Từng mất mấy ngày rồi, đi vài. Mà thì đi mua đồ ăn ở tiệm Việt Nam mình lại đây giúp đỡ cho ra tiệm này sức khỏe là xúc sáng lo cho khách hàng chứ không ủng hộ bắt đầu mất khi tiệm này mở là tôi có tới đây rồi giới thiệu cho bà con cô bác đến đây để tham gia để giúp cho cái tiệm này được nâng cao lên. Tôi hay tin là ở đây có bảo trợ sức khỏe người già đó. Cho nên tôi lại đây, tôi cũng nhờ ở đây hướng dẫn cho. Thì tôi hiện tại giờ tôi có Pulcot Pushil. Nhưng mà thứ nhất là có thơ gửi tới nhà. Và thứ hai là trên tờ báo đó, thì hôm nay đó thì có nói cái chương trình này. Thì tôi cũng đến để tìm hiểu xem cái chương trình này nó có good hơn là Pulcot Pushil hay không. Nếu mà nó good hơn thì mình chuyển qua. Yeah. Qua cái quảng cáo này thì tôi thấy rằng nó có cái vụ là chẳng hạn như là về nha khoa là không là được free. Rồi vấn đề mắt cũng phi, còn hiện trên cái trình cũ mà tôi đang theo đó, thì tôi phải trả tiền răng riêng, mà trả tiền mắt riêng. Như vậy là tôi phải trả tới ba cái. Cái thứ vấn đề sức khỏe là một, rồi cái răng thì riêng, mắt riêng. Còn hiện theo cái chương trình này thì tôi thấy rằng thì là nó free cái hai cái kia, như là nó gom về một mối rồi. Cái quan trọng là mình biết thêm về cái mà vấn đề sức khỏe của mình, nhất là tuổi già này thì cần phải biết về vấn đề sức khỏe nhiều hơn. Mà sau cái khi mà biết qua cái chương trình đó rồi lại được thêm tặng quà nữa thì rất là tốt. Thứ nhất là mình có thể là mình sẽ chuyển qua cái chương trình sức khỏe này, STURT này đó ha. Và cũng như thế mình cũng biết cái chợ của người Việt Nam mình, mặc dù trước đây cũng có đi nhưng mà đi ít. Có lẽ sau cái dịp này sẽ đi nhiều hơn, có thể là mỗi tuần mình sẽ đi chợ này đó. Dạ, tôi đến đây thì vấn đề mà
khám bệnh tôi nó tôi thì mà khám bệnh tôi thì tiền thuốc với tiền ấy trả nhiều hơn nhiều. Dạ, tôi muốn nhờ hãng giúp cho tôi cái mắt heo hay gì đó để cho tôi bớt. Tôi thì già hơn là trên 65 rồi. Tôi nghe nó có chương trình đó giúp mà sao mà tôi thấy tôi apply hoài mà không được. Những cái sự mà cần giúp đỡ là gì, chú có thể chia sẻ thêm? Vấn đề đi đứng của tôi thì hơi khó khăn, đi thì nó người ta nói gọi là lost control á, cái đầu gối nó sao cứ đi hai ba bước nó quỵ. Hy vọng thì nếu mà ở chương trình chú thì giúp được đỡ được thì tốt cho tôi. Tôi thì tôi cũng mong đó dữ lắm rồi mà tôi chạy nhiều nơi mà cũng không có được. Không biết tôi ít tiếng Anh hay là sao cái đó tôi không hiểu. Trương Giang tường thuật cho đài SBTN từ thành phố Lô. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vi Mạc, chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vi Mạc để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vi Mạc 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vi Mạc 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị, đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Đến với Queen's Mile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen's Mile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-84 00. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 Lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với Ba Lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẻ, số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Để xem lại các chương trình đã chiếu của SBTN Boston, xin quý vị vào trang nhà www.sbtnboston.com hoặc truy cập vào channel SBTN Boston tại YouTube để theo dõi các chương trình đã chiếu của SBTN Boston.